Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa Hằng Ngày cho Thiếu Nhi. Trong quyển Thế Giới Mới Tuổi Thơ số 97 ngày 19, xây bỏ đường lối xấu, Kinh Thánh Ê-xê-chi-ên 33 câu 1 đến câu 11. Câu ghi nhớ Ê-xê-chi-ên đoạn 33 câu 11. Chúa Giê-hô-va phán: Thật như ta hằng sống, ta chẳng lấy sự kẻ giữ chết làm vui, nhưng vui về nó xây bỏ đường lối mình và được sống. Các ngươi khá xây bỏ đường lối xấu của mình. Sao các ngươi muốn chết, hỡi nhà Israel? Câu chúng ta đọc Kinh Thánh ở trong Ê-xê-chi-ên đoạn 33 câu 1 đến câu 17. Kinh Thánh Cựu Ước trang số 775. Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Hỡi con người, hãy nói cùng con cái dân ngươi mà rằng: Khi ta sai gươm đến trên một đất nào và dân ấy chọn một người trong chúng nó để đặt làm kẻ canh giữ, nếu người này thấy gươm đến trong đất thì thổi kèn để rao bảo dân sự. Bây giờ hễ ai nghe tiếng kèn mà không chịu răng bảo, và nếu gươm đến bắt lấy nó thì máu của người ấy sẽ đổ lại trên đầu nó, vì nó có nghe tiếng kèn mà không chịu răng bảo, vậy máu nó sẽ đổ lại trên nó. Nhưng nếu nó chịu răng bảo thì cứu được mạng sống mình. Nhưng nếu kẻ canh giữ thấy gươm đến mà không thổi kèn, đến nỗi dân sự chẳng được răng bảo và gươm đến mà cất sự sống của người này hoặc người kia đi, thì người đó sẽ chết trong sự gian ác mình, song ta sẽ đòi lại máu nó nơi người canh giữ. Này hỡi con người, ta đã lập ngươi đặng làm kẻ canh giữ nhà Israel, nên hãy nghe lời từ miệng ta và thay ta răng bảo trước cho chúng nó. Khi ta phán cùng kẻ giữ rằng: Hỡi kẻ giữ, mày chắc chết. Nếu ngươi không răng bảo để cho kẻ giữ xây bỏ đường lối xấu của nó, thì kẻ giữ ấy sẽ chết trong sự gian ác mình, nhưng ta sẽ đòi máu nó nơi tay ngươi. Nếu trái lại, ngươi đã răng bảo kẻ giữ đặng xây bỏ đường lối xấu của nó mà nó không xây bỏ, thì nó sẽ chết trong sự gian ác nó, còn ngươi sẽ giải cứu mạng sống mình. Hỡi con người, hãy nói cùng nhà Israel rằng: Các ngươi nói như vậy mà rằng: Vì gian ác và tội lỗi chúng tôi chất nặng trên chúng tôi và chúng tôi hao mòn vì cớ nó, thì thế nào chúng tôi còn sống được? Hãy nói cùng chúng nó rằng: Chúa Giê-hô-va phán: Thật như ta hằng sống, ta chẳng lấy sự kẻ giữ chết làm vui, nhưng vui về sự nó xây bỏ đường lối mình và được sống. Các ngươi khá xây bỏ đường lối xấu của mình. Sao các ngươi muốn chết, hỡi nhà Israel? Câu ghi nhớ ở trong câu số 11 đã được tô màu rồi. Nếu trong Kinh Thánh các em chưa tô màu thì các em nhớ tô màu nhé. Hãy nói cùng chúng nó rằng: Chúa Giê-hô-va phán: Thật như ta hằng sống, ta chẳng lấy sự kẻ giữ chết làm vui, nhưng vui về nó xây bỏ đường lối mình và được sống. Các ngươi khá xây bỏ đường lối xấu của mình. Sao các ngươi muốn chết, hỡi nhà Israel? Trong phần tìm hiểu, em hãy nói hai cột cho phù hợp: A và B. Đức Chúa Trời không vui khi kẻ giữ chết. Dân Israel gian ác và tội lỗi. Đức Chúa Trời vui khi kẻ giữ bỏ đường lối cũ của mình. Đức Chúa Trời đau lòng khi dân Chúa phạm tội và phải chịu hình phạt. Nhưng Chúa vui mừng khi con dân Chúa ăn năn tội lỗi, xây bỏ con đường xấu và trở lại cùng Chúa để nhận lãnh sự sống. Ở đây chúng ta thấy có hình ảnh Chúa Giê-xu yêu thương người có tội. Khi đến với Chúa, Chúa sẽ tha thứ, Chúa yêu thương và Chúa vui khi người có tội ăn năn, chứ Chúa không có muốn phạt. Thực hành đường lối xấu của em là gì? Các em tự ghi nhé. Ví dụ như những cái điều không đẹp lòng Chúa, ví dụ như không vâng lời nè, nói dối nè, nóng giận nè, lười biếng nè, mê chơi hay gì đó, mình ghi ra ở đây. Mình tự ghi ra cái điều xấu của mình và xin Chúa giúp cho mình từ bỏ được những cái điều xấu đó. Em ăn năn với Chúa, quyết tâm từ bỏ những thói hư tật xấu để được Chúa ban phước và ban cho sự sống.
Trong phần gợi ý cầu nguyện, thưa với Chúa những tội lỗi em đã phạm và xin Chúa giúp em xây bỏ con đường xấu đó. Lạy Chúa, xin giúp con từ bỏ những tội lỗi con đã phạm xin giúp con làm những điều đẹp lòng Chúa. Chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong lời cầu nguyện nhé. Lạy Chúa, xin giúp con từ bỏ những tội lỗi con đã phạm, xin giúp con làm những điều đẹp lòng Chúa. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo ngày mai nhé.